Tiếp theo xin giới thiệu cùng quý anh chị cô bác cùng các bạn cái mẫu nhà sàn 5 gian thứ 3 thuộc tổ hợp 3 nhà sàn 5 gian. Thuộc tổ hợp khu du lịch sinh thái Nho Quế 1 thuộc Mèo Vạc Hà Giang. Thì cái căn nhà thứ 3 này cũng giống như căn thứ 2, cũng có cái căng tin nhà bếp ở bên cạnh. Và cũng đang được lát cái tầng nền dưới trước. Sau đó là chờ thiết kế hoàn thiện lại cái phần tầng trên. Hiện tại chủ đầu tư cũng đang chờ thiết kế để hoàn thiện cái tầng trên, thiết kế lại. Đây là khu căng tin khu nhà bếp của cái căn nhà sàn thứ hai. Đây nha các bác. Bây giờ em sẽ xin mời cùng các bác đi vào cái phần chi tiết của cái bộ khung và phần mái của cái nhà sàn 5 gian thứ 3 trong Nho Quế. Đây căn nhà sàn thứ 3 đây các bác nhé. Cũng có căng tin nhà bếp ở ngay bên cạnh này. Các anh em thợ đang hoàn thiện lát nền phần nền tầng dưới. Nhà này thì có hai cầu thang, một bên cầu thang thẳng và một bên kia là có chiếu nghỉ. Có một chút cái sảnh ra để làm cầu thang lên và nó không kéo dài như cái nhà số 1. Nó chỉ ra có khoảng 1,3 m để làm cầu thang lên thôi. Phần tầng dưới cũng cao 2,8 m. Có nhà 5 gian là sẽ có 24 cây cột nhé. Đây nó cũng ngay cạnh nhà số 2 thôi. Ở đây thuộc hẻm tu sản ở thủy điện Nho Quế 1. Đây anh em chúng ta cùng tham khảo cái mẫu khung. Tất cả về phần mái, về kích thước, về phần hoành, mở gian, kích thước cũng như diện tích cũng tương đương cái nhà sàn số 2 đấy nhé. Cái số 3 thì cái số 1 kia thì rộng nhất. Cái này thì hơi nhỏ hơn một chút về diện tích. Vì chỉ có cái số 1 kia là cái sảnh nó trồi ra dài, rộng hơn một chút thôi, rộng hơn khoảng 15 mét thôi, 15 mét vuông thôi. Căn này thì được xây dựng vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 của năm 2022 âm lịch.
Và tiếp theo đây là em xin gửi tới quý anh chị cô bác cùng các bạn xem cùng tham khảo quá trình một số những cái hình ảnh, video hình ảnh mà trong quá trình trước đây bên đội mình tiến hành xây dựng khung, xem cái bộ khung nằm gian này, cái lúc chưa lợp thì nó như thế nào nha các bác nhé. Rồi các bác cùng xem lại, cùng chiêm ngưỡng lại và cùng tham khảo. Và cái bộ khung này nó rộng hơn 200m2 đấy, nó chừng sấp xỉ 240m2. Đây là cái bộ khung của căn nhà sàn 5 gian số 3, cũng là căn thứ 3, căn làm cuối cùng vào tháng 11 năm 2022. Đây ở trong hẻm tu sản, bên trong đập thủy điện Nho Quế 1. Tức là đây, cái địa điểm view của nó là phía mặt đằng trước mặt tiền quay ra dòng sông Nho Quế này, và đập thủy điện ở phía bên ngoài, thuộc ở trong hẻm tu sản thủy điện Nho Quế 1, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nhà này cột được làm là 80-90 và cột được làm bằng phi 14, và toàn bộ dầm là đi bằng phi 14, còn xà kèo 7 kẻ là phi 12 hết nhé. Đấy, thì tại chỗ ta đang đứng đây, cái phần trên này là phần sẽ được đang đưa cao lên là 3m này, 3m cũng đã thoải mái rồi, rất là rộng, địa điểm view rất là đẹp, điểm view ra đập thủy điện Nho Quế rất đẹp. Xin chào quý anh chị cô bác cùng các bạn, video em xin phép được tạm dừng tại đây. Sau này có dịp lên Mèo Vạc làm nữa thì căn nhà nó được hoàn thiện xong thì em sẽ lại review lên cách hoàn thiện của các cái căn nhà này cho quý chị cô bác cùng các bạn cùng tham khảo.